Ok, chúng ta bắt đầu may từ cái điểm này. Mình sẽ giống lên áo này ha. Rồi, sau đó các bạn sẽ đẩy cái điểm bên này qua bên này. Bên này ha. Này ha. Cái mình có thể mình như hồi nãy mình kia mình đẩy này luôn cũng được. Rồi ha, rồi mình may cái kiểu một kiểu này ha. Rồi các bạn sẽ double ha, cần trên C thì trên V bạn sẽ double ha, các bạn may khỏi double, các bạn mình double kiểu này cũng được ha. Đó. Rồi lúc này mình Shikunai qua bên đây ha, lúc này cái vải này ha, cái vải này mà các bạn kéo ra sau ha. Rồi vải này trước, các bạn chọn đây, các bạn chọn clip normal ha thì nó sẽ đằng sau, các bạn chọn phần bed đó nó sẽ chính xác hơn ha. Này lúc này nó sát quá, sát quá, các bạn sang chút xíu. Rồi cái này ha, này các bạn mình cho nó đẩy này chút xíu thì mình để mình coi ở trên mình chứ mình xoay lại coi thử nó ổn không ha. Ha, nó vừa đủ nè, nó vừa đủ nè, nó vừa đủ nè ha. Rồi chúng ta sẽ cho nó phong mình coi nó ổn ha. Rồi bắt đầu chúng ta may, chúng ta may, rồi chúng ta may, chúng ta chọn cái bàn máy may ha, cái điểm này các bạn quá cái điểm bên này, ui bây giờ chọc ngược nó sẽ sai ha. Mình sẽ thử lại cái điểm bên này, nó sẽ lúc này nó qua điểm bên này, thấy chưa. Rồi điểm bên này nó sẽ qua điểm bên này, rồi cái điểm bên này nó qua điểm bên này ha. Các bạn cứ kiểm tra lại coi chừng nó bị cái vải nó cái xéo không ha. Cái điểm bên này nó qua cái điểm bên này ha, nó vướng cái tay cũng không ổn. Rồi điểm bên này nó qua điểm bên này và điểm bên này nó qua, coi chừng xéo vải ha, xéo chỉ qua điểm này. Đấy rồi thử chạy test lúc này tình huống nó bị cái gì đây ha, lúc này cái tình huống nó bị cái gì ha, cần cho ghép lại ha. Lúc này tình huống nó bị gì thì chúng ta cho nó vải như nó hơi nó xà bên đây nhiều quá ha, bét lại ha, đẩy nó cong lên chút xíu. Rồi ok không, rồi thử chạy lúc này ha, cái từ tôi coi thử trên trên Z ha. Rồi bấm phải chuột bắt cái giải này nó hơi cao, rồi bắt trước, rồi thử chạy, rồi ok ha, thấy chưa.
Rồi bây giờ tôi sẽ cho nó một cái tạ nữa ha, cái tạ. Ok, chuyển sang này ha, tôi chế này lớn lên chút xíu. Rồi, này ha. Tôi cho một cái tạ. Lúc này tôi cho một cái đường thẳng. Lớn hơn chút xíu ha, dài hơn chút xíu cho nó dùng. Dài hơn chút xíu nó dùng chứ không gì đó. Rồi. Tương ứng vậy. Tôi cũng copy đó ha, tôi chuyển mũi tên chân C và chân V, tôi đẩy này một cái. Lúc này anh này tôi cho nó nằm đằng sau ha, anh này nó nằm đằng sau ha, anh này trước rồi, anh này đằng sau rồi, flip normal đằng sau. Cái này hơi căng hè. Rồi, cái này tôi đẩy lên này. Này. Này ha. Tôi cho nó hạ xuống dưới này chút xíu đi ha. Chưa? Đẩy trên này chút xíu nè, thấy chưa? Thấy chưa? À. Cho chính giữa chút xíu ha. Cho chính giữa chút xíu. Rồi, anh này tôi cho để chính giữa, tạm thời chính giữa ha. Giờ cái nó này đó các bạn phải chú ý là cái này nè. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta may. Rồi chúng ta may cái tà trên này xuống tà dưới này. Tà phải không? Ok. Tà này may tà này. Rồi hai bên này tôi may, ok cho nó nhỏ lại bên này ha. Anh này tôi may. Tôi máy qua này, ok, tôi cân cái đó nó sẽ nó bị vướng á. Rồi. Rồi cái mía này tôi sẽ máy. Rồi tôi xé qua này ha, cho nó dễ. Anh này. Ok. Anh này tôi sẽ máy qua này. Ha. Hình như nó bị cái xé vải không hề. Rồi thử chạy. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Có cái nút tạ bên dưới chưa? Các bạn phải cho nó mày nó giỏi, nó dài dài đây chút xíu. Và thường thường bữa nãy của mình á, mình chỉ may nửa miếng vải thôi đó, mình may nửa miếng vải thì mình hơi này như vậy. Bây giờ chẳng hạn như chỗ này tôi cho cái eo nó cắt cái lỗ cho cái mô đồ chút xíu, thì tôi sử dụng cái phím này ha. Ơi cái này cho quên ha, tôi cắt từ đây ha. Rồi, xin này, xin truyền hình ghê quá. Thôi, khỏi đi ha. Rồi, cái này nha, cái chân dép này đi. Rồi, như này thôi. Thì lúc này, ví dụ như các bạn có cái cô người mẫu này ha, mình giả lập, mình chạy coi thử nó làm sao. Chút nữa mình đổi màu áo tạm thời màu trắng trước. Thì các bạn sửa vô cái phần display window library ha. Các bạn chọn cái motion, hay là các bạn chọn pose, các bạn chọn human pose, thì các bạn coi thế này này nó bị cái đồ nó có bị rách không. Nhiều lúc cái đồ này mình chuyện mình để đứng, nhiều lúc các bạn nó bị nó vải nó gồng, nó giơ hai tay nó khác này như thế này à. Bây giờ lúc này mình sẽ thấy cái vải của mình nó có hợp hay không đấy. Chọn là cái display window library và sau đó các bạn chọn pose ha. Đấy, đẩy người mẫu này. Rồi sau đó mình muốn giả lập cái người mẫu thật, các bạn chọn animation, các bạn chọn human, các bạn chọn cái kiểu này z z và các bạn chọn nút play ha. Không mắc hẻ nút đây, nút play ha. Đây thì lúc này cái sản phẩm các bạn đang may nó sẽ thật như vậy đó. Đó à. Còn các bạn đó, đó, đó.